hàng loạt bê bối của lãnh đạo Bắc Ninh bị vạch trần sau vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra dùng bằng giả. Chuyện chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Công Thắng sử dụng bằng giả đang được mạng xã hội mổ xẻ, đào với những thông tin khó có thể tưởng tượng nổi. Truyền thông nhà nước đưa tin về vụ việc này cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã kết luận ông Nguyễn Công Thắng là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ đã sử dụng giấy công nhận văn bằng trình độ thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, tức là văn bằng giả, và dùng bằng tiến sĩ để mà thi nâng hạn ngạch. Giới thạo tin thì khẳng định ông Nguyễn Công Thắng là con trai của ông Nguyễn Công Ngọ, cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2007-2011, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng. Ông Nguyễn Công Thắng được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở các địa phương và tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, gia tộc ông Nguyễn Công vốn lừng lẫy ở đất Bắc Ninh mấy chục năm nay. Đó là lý do năm 2015, khi ông Thắng mới 32 tuổi, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định làm bí thư huyện ủy huyện Tiên Du. Rồi sau đó 4 năm, ông Thắng đã được chỉ định ngồi vào ghế trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh khi mới 36 tuổi. Dư luận ở Bắc Ninh cho biết, ngay cả sau khi nghỉ hưu, cái bóng của ông Nguyễn Công Ngọ là cha của ông Thắng vẫn trùm lên tất cả. Uy thế của ông Ngọ thì vẫn lừng lẫy, chỉ đâu xong đấy, muốn gì được nấy, đối với hệ thống chính trị ở tỉnh Bắc Ninh. Hệ thống chính quyền ở Bắc Ninh dưới bóng ông Nguyễn Công Ngọ và gia tộc Nguyễn Công tưởng như bất khả xâm phạm, nhất là khi thế tử tuổi trẻ tài cao, con trai ông Ngọ là Nguyễn Công Thắng, tiến nhanh như tên lửa. Sinh năm 1983, mới 40 tuổi, Nguyễn Công Thắng đã giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mà ít người dám mơ và có lẽ chẳng ai dám đụng. Vậy mà thế tử Nguyễn Công Thắng đột nhiên ngã ngựa bởi cái bằng cấp tiến thân hầu hết là bằng giả. Nào là bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ đều không phải do học mà có, mà hoàn toàn do bỏ tiền đi mua từ trường đại học Đông Đô đầy tai tiếng. Cụ thể, theo phần học vấn kê khai trong lý lịch của ông Nguyễn Công Thắng cho thấy, chỉ trong vòng 12 năm, ông đã tốt nghiệp và sở hữu số bằng cấp cụ thể như sau. Thứ nhất là thạc sĩ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh, mua bằng giả. Thạc sĩ luật chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự, cũng mua bằng giả. Tiếng Anh khung châu Âu, bậc 3/6, ông ta tự khai. Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế chính trị, do dùng bằng thạc sĩ giả để thi nên bằng tiến sĩ cũng giả luôn. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết bằng đại học của Thắng là bằng chuẩn. Thắng học thạc sĩ ở Đại học Đông Đô là cơ sở được Bộ Giáo dục công nhận cho phép đào tạo bậc thạc sĩ, dùng học thạc sĩ của Đại học Đông Đô để học tiếp tiến sĩ, sau đó dùng bằng tiến sĩ dởm để nâng ngạch chuyên viên chính thì bị phát hiện. Một câu hỏi mà dư luận thắc mắc là vì sao Nguyễn Công Thắng có một bệ đỡ khủng như thế, là con trai của nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Công Ngọ lại mau chóng bị thất sủng nhanh đến như vậy. Theo dư luận và giới thạo tin khẳng định, chuyện Nguyễn Công Thắng sử dụng nhiều bằng giả đã râm ran ở tỉnh Bắc Ninh từ nhiều năm nay, ai cũng biết, trên Trung ương thì càng biết. Cho nên, ông Nguyễn Anh Tuấn, tân bí thư tỉnh Bắc Ninh, người mới được Trung ương luân chuyển về, đã quyết định thay máu toàn bộ ban lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, bắt đầu bằng vụ bê bối này. Được biết, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh hiện nay là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1979, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và là người đồng hương Thanh Hóa của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Công Ngọ, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giai đoạn 2007-2011. Ông Nguyễn Anh Tuấn từng giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, đã được Trung ương điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Tại thời điểm điều động bổ nhiệm, ông Nguyễn Anh Tuấn là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các địa phương 2020-2025. Công luận thấy rằng sau scandal này,
gia tộc Nguyễn Công đã chính thức chấm hết vai trò khuynh loát chính trị ở đất Bắc Ninh. Còn các gia tộc khác nhìn vào gương của Nguyễn Công Ngọ và con trai Nguyễn Công Thắng chắc cũng toát mồ hôi. Phải chăng thời kỳ còn lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc đã đi vào hồi kết? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin hàng loạt bê bối của lãnh đạo Bắc Ninh bị vạch trần sau vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra xài bằng giả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thêm một sự thật về thần tượng Hồ Chí Minh lại gây sốc cho những kẻ sùng bái. Liên tiếp trong những ngày gần đây, không chỉ trên truyền thông nhà nước mà cả trên mạng xã hội, từ khóa Hồ Chí Minh trở thành một từ hot trend được xuất hiện rất nhiều lần. Xin bắt đầu bằng bản tin người đóng giả Bác Hồ vào quán bar Hà Nội có thể đối mặt vi phạm hình sự, của tờ báo Dân Việt đăng vào ngày 3 tháng 11. Bài báo cho biết cơ quan công an đã triệu tập nam thanh niên đóng giả Bác Hồ vào một quán bar ở Hà Nội để làm rõ động cơ, mục đích để xử lý nghiêm minh. Theo đó, một clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy nam thanh niên đóng giả Bác Hồ đã đến quán bar có địa chỉ tại phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cùng ngày hôm đó, báo Dân Việt còn khuyến cáo việc đóng giả nhái hình ảnh lãnh tụ một cách thiếu nghiêm túc khiến rất nhiều người bức xúc. Người đóng giả Bác Hồ vào quán bar ở Hà Nội có thể đối mặt với vi phạm hình sự. Theo tờ báo Dân Việt, sau khi bị dân mạng phản ứng gay gắt, đoạn clip đã được chủ nhân xóa khỏi trang cá nhân. Quán bar cũng khóa trang Facebook của mình. Tuy nhiên, đoạn clip đã được nhiều người sao chép và chia sẻ trên rất nhiều diễn đàn khắp nơi. Công luận và giới quan sát thấy rằng, chuyện vừa kể xảy ra trong đêm một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đó là lễ Halloween. Theo ý nghĩa truyền thống của lễ hội này, chủ đề là xoay quanh việc sử dụng sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực và cái chết. Trong một xã hội tự do thì hành động như trên chỉ là quyền biểu đạt của công dân, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Rất nhiều người dân xứ tự do nhái hình ảnh lãnh đạo của họ với mục đích chế giễu, thậm chí là bôi nhọ, nhưng chẳng có ai bị xử lý gì. Nhưng ở Việt Nam, hành động này là điều không bình thường. Khi hình ảnh của ông Hồ Chí Minh được sử dụng như sự hài ước và sự chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết. Câu chuyện thứ hai liên quan đến cuốn sách Thư gửi nước Mỹ của ông Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Được biết, cuốn sách này được xuất bản nhân sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Biden sang thăm Việt Nam vào thời gian trung tuần tháng 9 năm 2023. Nội dung cuốn sách bao gồm 32 bức thư điện công và hàm thẳng đối thoại của ông Hồ Chí Minh gửi cho các tổng thống, các bộ trưởng, các tổ chức, các cá nhân của nước Mỹ trong suốt 24 năm, từ năm 1945 đến năm 1969. Nhiều tư liệu lần lượt được công bố. Nhà văn Tạ Duy Anh phát hiện thông tin có thể coi là chấn động sau khi đọc cuốn sách cụ thể. Trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ đề ngày 22 tháng 11 năm 1945, ông Hồ không ngại dùng từ cầu xin với Tổng thống Mỹ rằng: "Vì thế tôi tha thiết cầu xin ngài về bất cứ sự giúp đỡ nào có thể được." Nhà văn Tạ Duy Anh, Facebook Lão Tạ và cuốn sách mới Mối Chúa của tác giả. Tác giả Tạ Duy Anh với thân phận một nhà văn đang sống ở Việt Nam đã cẩn thận rào trước đón sau về một thực tế là ngày nay vẫn còn rất nhiều người sùng bái Hồ Chí Minh, coi việc chửi nền chính trị Mỹ như là một đảm bảo, dù là thô thiển, cho lòng trung thành của họ với ông. Họ có thể sẽ rất sốc khi trong hầu hết những bức thư, Hồ Chí Minh đều ca ngợi hết lời những giá trị của Mỹ như tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, thượng tôn công lý. Lâu nay, báo chí, truyền thông nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thường có các bài viết liên án việc bôi nhọ Hồ Chí Minh từ các thông tin ngoài luồng không chịu sự kiểm duyệt của họ. Nhưng đó chỉ là những thông tin phơi bày những sự thật vẫn bị giấu kín, đồng thời đưa ra một hình ảnh trái ngược với chân dung ông Hồ Chí Minh mà từ trước tới nay vẫn được sách vở
và truyền thông nhà nước tuyên truyền mô tả như một vị thánh. Kể cả những câu chuyện được kể từ những nhân chứng từng sống bên cạnh ông Hồ Chí Minh trước đây như cựu đại tá Bùi Tín, nhà văn Vũ Thư Hiên, v.v. thì báo Đảng đều chụp mũ cho họ rằng họ là những kẻ đào tẩu khỏi Tổ quốc, phản bội lý tưởng đã theo đuổi nhiều chục năm nay, không ngừng viết sách, viết báo, lên án các đài phát thanh nước ngoài, vu cáo, bồi nhọ, xuyên tạc về Hồ Chí Minh. Cuốn sách Thư gửi nước Mỹ của ông Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Có nghĩa là những sự thật thì nhà nước Cộng sản Việt Nam ra sức chối bỏ, ngược lại họ còn bịa đặt các thông tin giả để lừa bịp dân chúng. Ví dụ, vụ Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, sau khi bị dư luận vạch trần là thông tin bịa đặt, không có thật, thì cuối cùng đã được truyền thông nhà nước đính chính công khai, nhưng vẫn quên xin lỗi. Hay chuyện ông Hồ có mấy vợ, có con rõ rành rành, là ai, tên gì, đang ở đâu, kể cả trang Từ điển Bách khoa Toàn thư cũng thừa nhận, biết không cãi được, thì Đảng và chính quyền lờ đi coi như quên. Nhưng vụ ông Hồ Chí Minh với bút danh là Trần Dân Tiên và Tê Lan viết sách vừa đi đường vừa kể chuyện để tự sướng, dư luận thấy rằng dù có muốn bác bỏ thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải chịu bó tay, vì bằng chứng đã quá rõ ràng, không đỡ nổi cho bác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thêm một sự thật về thần tượng Hồ Chí Minh lại gây sốc cho những kẻ sùng bái. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.